thiện hiện ý ông nghĩ sao Thủa xưa như lai ở chỗ đức nhiên đăng như lai ứng tránh đẳng giác có nắm giữ chút pháp nào không thiện hiện thưa bạch thế tôn không Thủa xưa như lai ở chỗ đức nhiên đăng như lai ứng tránh đẳng giác hoàn toàn không có chút pháp nào để nắm giữ phật bảo thiện hiện nếu có bồ tát nói lời như vậy ta sẽ thành tựu công đức trang nghiêm cõi phật bồ tát nói như thế là chẳng phải nói lời chân thật vì sao thiện hiện vì công đức trang nghiêm cõi phật ấy như lai nói chẳng phải trang nghiêm cho nên như lai nói là công đức trang nghiêm cõi phật vậy nên thiện hiện bồ tát nên sanh tâm hoàn toàn vô trụ như vậy nên sanh tâm chẳng trụ sắc nên sanh tâm chẳng trụ phi sắc nên sanh tâm chẳng trụ thanh hương vị xúc pháp nên sanh tâm chẳng trụ phi thanh hương vị xúc pháp hoàn toàn sanh tâm vô trụ như thế Phật bảo, thiện hiện như có người nam thân thể to lớn, giả sử sắc thân của vị ấy như núi chúa rượu cao. Thiện hiện ý ông nghĩ sao, thân thể của vị ấy có to lớn không? Thiện hiện thưa, bạch thế tôn, thân thể của vị ấy rất to lớn, bạch thiện thệ rất to lớn. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì thân thể của vị ấy, như Lai nói là chẳng phải thân thể của vị ấy, nên gọi là thân thể, chẳng vì thân thể ấy mà gọi là thân thể. Phật bảo thiện hiện ý ông nghĩ sao cho đến có bao nhiêu số cát trong sông Hằng. Giả sử có số sông Hằng ngang với số cát như thế, thì số cát của các sông Hằng này chắc là nhiều lắm phải không? Thiện hiện thưa, bạch thế tôn rất nhiều, bạch thiện thệ nhiều lắm, các con sông Hằng còn nhiều vô số, uống nữa là số cát ấy. Phật nói, thiện hiện ta nay bảo ông khai ngộ cho ông giả sử có thiện nam hoặc thiện nữ đem bể báu đẹp được đẩy khắp thế giới nhiều như số cát sông hằng dâng cúng cho đức như lai ứng tránh đẳng giác thiện hiện ý ông nghĩ sao thiện nam hoặc thiện nữ này do nhân duyên đây được số phước nhiều chăng thiện hiện thưa bạch thế tôn rất nhiều bạch thiện thệ nhiều lắm thiện nam hoặc thiện nữ này nhờ nhân duyên đây được số phước ấy rất nhiều phật bảo Thiện hiện nếu đem bảy báo đựng đầy khắp thế giới, nhiều như số cát sông hằng dâng cúng cho Đức Như Lai ứng tránh đẳng giác, rồi thiện nam hoặc thiện nữ nào đối với pháp môn đây cho đến bốn câu kệ mà thọ trì đọc tụng thông suốt rốt ráo, và vì người khác tuyên thuyết chỉ bày như lý tác ý thì do nhân duyên đây được số phước rất nhiều hơn trước vô lượng vô số lại nữa thiện hiện nếu địa phương nào đối với pháp môn này cho đến vì người tuyên thuyết chỉ bày bốn câu cả thì địa phương đó còn được thế gian các trời người a tố lạc cúng dường như cúng dường linh miếu thờ phật huống nữa là hữu tình nào hay đối với pháp môn này biên chép thọ chỉ đọc tụng đầy đủ rốt giáo thông suốt rốt giáo và rộng vì người khác tuyên thuyết chỉ bày như lý tác ý thì hữu tình như thế thành tựu công đức tối thắng hiếm có địa phương ấy chỗ đại sư ở mỗi mỗi đều được các đồng phạm hạnh có trí tôn trọng Đức Phật nói xong cụ thọ thiện hiện lại thưa Phật bạch Thế tôn pháp môn này nên gọi tên gì con phải phụng trì như thế nào Phật bảo thiện hiện rằng cụ thọ pháp môn đây gọi là năng đoạn kim cương bát nhã ba la mật đa danh tự như thế ông nên phụng trì vì sao thiện hiện vì bát nhã ba la mật đa như vậy như lai nói là chẳng phải bát nhã ba la mật đa cho nên như lai gọi là bát nhã ba la mật đa phật bảo thiện hiện ý ông nghĩ sao có chút pháp nào như lai có thể nói chăng thiện hiện thưa bạch thế tôn chẳng có không có chút pháp nào như lai có thể nói phật bảo thiện hiện cho đến vi trần đại địa trong ba ngàn đại thiên thế giới nhiều chăng thiện hiện thưa bạch thế tôn vi trần đại địa này rất nhiều bạch thiện thể rất nhiều phật bảo thiện hiện vi trần đại địa như lai nói chẳng phải vi trần cho nên như lai gọi là vi trần đại địa các thế giới như lai nói chẳng phải thế giới cho nên như lai gọi là thế giới Phật bảo, thiện hiện ý ông nghĩ sao có thể quán như lai ứng tránh đẳng giác bằng 32 tướng đại sĩ phu không? Thiện hiện thưa, bạch thế tôn không chẳng thể quán như lai ứng tránh đẳng giác bằng 32 tướng đại sĩ phu. Vì sao? Bạch thế tôn vì 32 tướng đại sĩ phu như lai nói là chẳng phải tướng, cho nên như lai gọi là 32 tướng đại sĩ phu. Phật lại bảo thiện hiện, này thiện hiện, giả sử có thiện nam hoặc thiện nữ cứ mỗi ngày là xả thí thân thể mình nhiều như số cát sông hằng, xả thí thân mình như vậy trải qua kiếp số nhiều như số cát sông hằng, lại có thiện nam hoặc thiện nữ đối với pháp môn đây cho đến bốn câu kệ thọ trì đọc tụng thông suốt rốt giáo và rộng vì người khác tuyên thuyết chỉ bày như lý tác ý do nhân duyên đây nên được phước rất nhiều hơn trước vô lượng vô số bấy giờ cụ thọ thiện hiện nghe oai lực của pháp thương khóc rơi lệ cúi người lau nước mắt rồi thưa phật bạch thế tôn thật là hiếm có bạch thiện thệ rất là hiếm có này như lai đã nói ra pháp môn này làm các nghĩa lợi cho những kẻ phát tâm hướng tới tối thượng thừa làm các nghĩa lợi cho những kẻ phát tâm hướng tới tối thắng thừa Bạch Thế Tôn từ khi sanh trí tuệ đến nay con chưa từng được nghe pháp môn như thế, bạch thế tôn nếu hữu tình nào nghe thuyết kinh điển thâm sâu như thế mà sanh tưởng chân thật thì phải biết hữu tình này thành tựu sự tối thắng hiếm có vì sao bạch thế tôn vì các tưởng chân thật kẻ tưởng chân thật như lai nói là chẳng phải tưởng cho nên như lai gọi là tưởng chân thật Bạch Thế Tôn, này còn nghe pháp môn như thế, lãnh ngộ tin hiểu nhưng chưa là hiếm có. Đời đương lai hậu thế, hậu thời, hậu phần 500 năm khi tránh pháp sắp diệt. Lúc thời phần chuyển, nếu hữu tình nào đối với pháp môn thâm sâu như thế mà lãnh ngộ tin hiểu, thọ chỉ đọc tụng thông suốt rốt giáo và rộng vì người khác tuyên thuyết chỉ bày như lý tác ý, thì phải biết hữu tình này thành tựu sự tối thắng hiếm có vì sao bạch thế tôn vì các hữu tình ấy không có tưởng ngã hữu tình mạng giả sĩ phu bổ đặc giả la ý sanh thiếu niên tác giả thọ giả vì sao bạch thế tôn vì các tưởng ngã tức là chẳng phải tưởng các tưởng hữu tình, tưởng mạng già, tưởng sĩ phu, tưởng bồ đặc già na, tưởng ý sanh, tưởng thiếu niên, tưởng người làm, tưởng người thọ, tức là chẳng phải tưởng. Vì sao? Vì chư Phật Thế Tôn để tất cả tưởng. Bấy giờ Thế Tôn bảo cụ thọ thiện hiện. Đúng vậy, đúng vậy, thiện hiện, nếu các hữu tình nghe kinh điển thâm sâu như thế mà không kinh, không sợ, không hoảng hốt, thì phải biết hữu tình ấy thành tựu sự tối thắng hiếm có vì sao thiện hiện vì như lai nói ba la mật đa tối thắng là bát nhã ba la mật đa thiện hiện ba la mật đa tối thắng mà như lai đã nói được vô lượng chư phật thế tôn cùng tuyên thuyết nên gọi là ba la mật đa tối thắng như lai nói ba la mật đa tối thắng tức chẳng phải ba la mật đa cho nên như lai gọi là ba la mật đa tối thắng lại nữa thiện hiện như lai nói nhẫn nhục ba la mật đa tức chẳng phải ba la mật đa cho nên như lai gọi là nhẫn nhục ba la mật đa vì sao thiện hiện vì đời quá khứ xưa ta từng bị vua yết lợi cắt tay chân xẻo thịt khi ấy ta hoàn toàn không có tưởng ngã hoặc tưởng hữu tình hoặc tưởng mạng giả hoặc tưởng sĩ phu hoặc tưởng bổ đặc già la hoặc tưởng ý sanh hoặc tưởng thiếu niên hoặc tưởng tác giả hoặc tưởng thọ giả, ta đều không có tưởng, cũng chẳng phải không có tưởng. Vì sao? Thiện hiện vì lúc đó, nếu ta có tưởng ngã, tức là có tưởng giận. Nếu ta có tưởng hữu tình, tưởng mạng giả, tưởng sĩ phu, tưởng bổn đặc giả la, tưởng ý sanh, tưởng thiếu niên, tưởng người làm, tưởng người thọ, tức là có tưởng giận. Vì sao? Thiện hiện vì ta nhớ trong quá khứ 500 năm, từng làm tiên nhân, hiệu là nhẫn nhục. Bây giờ ta hoàn toàn không có tưởng ngã, không có tưởng hữu tình, không có tưởng mạng giả, không có tưởng sĩ phu, không có tưởng bồ đặc giả la, không có tưởng ý sanh, không có tưởng thiếu niên, không có tưởng tác giả, không có tưởng thọ giả. Ta đều không có tưởng, cũng chẳng phải không có tưởng thiện hiện. Đại Bồ Tát phát tâm vô thượng tránh đẳng bồ đề nên xa đìa tất cả tưởng, chẳng trụ nơi sắc mà sanh tâm, chẳng trụ phi sắc mà sanh tâm, chẳng trụ thanh hương vị xúc phát mà sanh tâm, chẳng trụ phi thanh hương vị xúc phát mà sanh tâm, hoàn toàn vô trụ mà sanh tâm. Vì sao? Thiện hiện vì các chỗ trụ chẳng phải là chỗ trụ. Do đó, như Lai nói các Bồ Tát, nên vô trụ mà hành bố thí, chẳng nên trụ sắc thanh hương vị xúc phát mà hành bố thí. Lại nữa, thiện hiện, Đại Bồ Tát vì các hữu tình mà làm nghĩa lợi nên phải xả bỏ bố thí như thế. Vì sao? Thiện hiện vì các tưởng hữu tình, tức là chẳng phải tưởng, tất cả hữu tình như lai nói chẳng phải hữu tình thiện hiện như lai là người nói lời thật người nói lời phải người nói lời đúng người nói lời chẳng khác lại nữa thiện hiện các pháp mà như lai hiện tiền đã chứng hoặc đã nói hoặc đã nghĩ thì ở trong ấy chẳng phải chân thật cũng chẳng phải hư dối thiện hiện ví như một người vào nơi nhà tối thì không thấy gì hết phải biết bồ tát nếu rơi vào việc nghĩa là rơi vào việc mà hành bố thí cũng lại như vậy thiện hiện ví như người mắt sáng khi đêm đã tàn mà trời chiếu sáng thì thấy hình sắc mọi vật phải biết bồ tát chẳng rơi vào việc nghĩa là chẳng rơi vào việc mà hành bố thí cũng lại như vậy lại nữa thiện hiện nếu thiện nam hoặc thiện nữ đối với pháp môn đây mà thọ trì đọc tụng thông suốt rốt giáo và vì người khác tuyên thuyết chỉ bày như lý tác ý thì như lai dùng phật trí biết rõ người này như lai dùng phật nhãn thấy rõ người này như lai độ người này tất cả hữu tình như thế sẽ được vô lượng phước đức lại nữa thiện hiện giả sử thiện nam hoặc thiện nữ nào vào phần đầu của ngày đem thân thể mình nhiều như số cát sông hằng mà bố thí vào phần giữa của ngày lại đem thân thể mình nhiều như số cát sông hằng mà bố thí vào phần cuối của ngày cũng đem thân thể mình nhiều như số cát sông hằng mà bố thí Bố thí như thế trải qua vô số trăm ngàn kiếp. Nếu có hữu tình nào nghe pháp môn như thế mà không phỉ báng thì do nhân duyên đây sẽ được số phước nhiều hơn trước vô lượng vô số. Muốn nữa là hay đối với pháp môn như thế mà biên chép thọ trì đọc tụng thông suốt, rốt ráo đầy đủ và rộng. Vì người khác tuyên thuyết chỉ bày như lý tác ý, lại nữa thiện hiện. Pháp môn như thế chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể cân lường, phải nên mong cầu, cảm được quả dị thục, không thể nghĩ bàn. Thiện hiện, như Lai tuyên nói pháp môn như thế, vì muốn lợi ích các hữu tình hướng tới tối thượng thừa vậy. Hiện, hiện. Nếu có ai đối với pháp môn đây mà thọ chỉ đọc tụng thông suốt rốt giáo và rộng vì người khác tuyên thuyết chỉ bày như lý tác ý thì người này được như lai dùng Phật trí biết rõ, được như lai dùng Phật nhãn thấy rõ, được như lai độ người này. Tất cả hữu tình như thế thành tựu vô lượng phước đức đều sẽ thành tựu vô biên phước đức chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể cân lường thiện hiện tất cả hữu tình như thế và họ mang gánh vô thượng chánh đẳng bồ đề của như lai vì sao thiện hiện vì pháp môn như thế chẳng phải các hàng hạ liệt có thể tin hiểu pháp mà hữu tình nghe hiểu chẳng phải các ngã kiến chẳng phải các hữu tình kiến chẳng phải các mạng giả kiến chẳng phải các sĩ phu kiến chẳng phải các bổ đặc giả la kiến chẳng phải các ý sanh kiến chẳng phải các hiếu niên kiến chẳng phải các tác giả kiến chẳng phải các thọ giả kiến có thể nghe hiểu. Các loại này nếu có thể thọ chỉ đọc tụng thông suốt rốt giáo và rộng vì người khác tuyên thuyết chỉ bày như lý tác ý thì không có lẽ ấy. Lại nữa thiện hiện, nếu địa phương nào nghe được kinh điển đây thì địa phương ấy được thế gian các trời người A Tố Lạc cúng dường kính lễ đi nhiễu quanh bên phải như linh miếu thờ Phật lại nữa thiện hiện như có thiện nam hoặc thiện nữ đối với kinh điển đây thọ trì đọc tụng thông suốt rốt ráo và rộng vì người khác tuyên thuyết chỉ bày như lý tác ý mà bị khinh chê hủy phạm mắng nhiếc chê bai thì vì sao thiện hiện vì các hữu tình này đời trước đã gây các nghiệp bất tịnh lẽ ra rơi vào cõi ác nhưng vì trong hiện pháp bị người kinh che hủy phạm nên nghiệp bất tịnh đời trước đã gây, thảy đều tiêu diệt sẽ được vô thượng tránh đẳng bồ đề. Vì sao? Thiện hiện ta nhớ thủa quá khứ xa xưa hơn vô số kiếp. Trước thời đức nhiên đang như lai ứng tránh đẳng giác. Trước thời đó nữa, ta từng gặp 84 ức trăm ngàn chư Phật, ta đều vâng thờ, đã vâng thờ rồi đều không trái phạm thiện hiện đối với chư Phật Thế Tôn như thế ta đều được vâng thờ. Đã vâng thờ rồi đều không trái phạm. Sau đời đương lai, hậu thời, hậu phần 500 năm, khi tránh pháp sắp diệt, lúc thời phần truyền, nếu hữu tình nào đối với kinh điển đây thọ trì đọc tụng thông suốt rốt giáo và rộng vì người khác tuyên thuyết chỉ bày như lý tác ý, thì này thiện hiện, số phước đời trước của ta so với số phước đây thì trăm phần không bằng được, như vậy cho đến ngàn phần, hoặc trăm ngàn phần, hoặc ước trăm ngàn phần, hoặc hơn ước trăm ngàn phần, hoặc số phần, hoặc kế phần, hoặc tán phần, hoặc dụ phần, hoặc cực số phần cũng chẳng bằng được. Thiện hiện, nếu ta nói đầy đủ chính ngay khi ấy số phước mà thiện nam hoặc thiện nữ này được, cho đến số phước mà thiện nam hoặc thiện nữ này thọ trì, thì các hữu tình nghe được bèn mê ngất tâm nghi điên cuồng, cho nên thiện hiện Như Lai tuyên thuyết pháp môn như thế, chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể tính lường Hãy nên mong cầu quả đạt được chẳng thể nghĩ bàn. Bấy giờ, Cụ Thọ thiện hiện lại thưa Phật, bạch Thế Tôn, những người phát tâm hướng tới Bồ Tát thừa nên an trụ như thế nào, nên tu hành như thế nào, nhấp phục tâm như thế nào? Phật bảo, thiện hiện những ai phát tâm hướng tới Bồ Tát thừa phải nên phát tâm như vậy. Nơi cõi vô dư y diệu niết bàn ta đều làm cho tất cả hữu tình vào niết bàn. Mặc dù độ tất cả hữu tình đều được diệt độ, song không thấy có hữu tình nào được diệt độ. Vì sao? Thiện hiện vì nếu các đại Bồ Tát còn tưởng hữu tình thì không gọi là đại Bồ Tát, vì sao? Vì các đại Bồ Tát chẳng nên nói rằng chuyển tưởng hữu tình, như vậy chuyển tưởng mạng già, tưởng sĩ phu, tưởng bồ đặc già la, tưởng ý sanh, tưởng thiếu niên, tưởng tác giả, tưởng thọ già. phải biết cũng vậy. Vì sao? Thiện hiện, vì không có một chút pháp nào gọi là người hướng tới Bồ Tát thừa. Phật bảo thiện hiện ý ông nghĩ sao khi xưa ở chỗ Đức Nhiên Đăng Như Lai ứng tránh đẳng giác, có chút pháp nào mà như lai chứng được vô thượng chánh đẳng bồ đề chăng cụ thọ thiện hiện thưa phật bạch thế tôn như con hiểu nghĩa phật nói thì khi xưa ở chỗ đức nhiên đăng như lai ứng chánh đẳng giác như lai không có chút pháp nào gọi là chứng được vô thượng chánh đẳng bồ đề phật bảo cụ thọ thiện hiện đúng vậy đúng vậy thiện hiện xưa kia ở chỗ đức nhiên đăng như lai ứng chánh đẳng giác như lai không có chút pháp nào chứng được vô thượng chánh đẳng bồ đề vì sao thiện hiện vì khi xưa ở chỗ đức nhiên đăng như lai ứng tránh đẳng giác nếu như lai có chút pháp nào chứng được vô thượng chánh đẳng bồ đề thì đức nhiên đăng như lai ứng tránh đẳng giác chẳng nên thọ ký cho ta rằng thiện nam tử vào đời đương lai ngươi tên là thích ca mâu ni như lai ứng tránh đẳng giác thiện hiện vì như lai không có chút pháp nào để chứng được vô thượng chánh đẳng bồ đề cho nên đức nhiên đăng như lai ứng chánh đẳng giác mới thọ ký cho ta rằng thiện nam tử vào đời đương lai ngơi tên là thích ca mâu ni như lai ứng chánh đẳng giác vì sao thiện hiện vì lời như lai tức là khái niệm chân như chân thật lời như lai tức là khái niệm pháp tánh vô sanh lời như lai tức là khái niệm xuất hẳn đạo lộ lời như lai tức là bất sanh rốt ráo vì sao thiện hiện nếu thật vô sanh tức là nghĩa tối thắng thiện hiện nếu ai nói như vậy như lai ứng tránh đẳng giác chứng được vô thượng tránh đẳng bồ đà thì phải biết lời này không chân thật vì sao thiện hiện vì người ấy hủy báng ta nên khỏi chấp chẳng thật vì sao? Thiện hiện vì không có chút pháp nào mà như lai ứng tránh đẳng giác chứng được vô thượng tránh đẳng bồ đà. Thiện hiện những pháp mà hiện tiền như lai đã chứng hoặc đã nói hoặc đã nghĩ ở trong ấy chẳng đúng chẳng dối. Cho nên như lai nói tất cả pháp đều là Phật Pháp. Thiện hiện tất cả pháp, tất cả pháp ấy như lai nói chẳng phải tất cả pháp, cho nên như lai nói là tất cả pháp. Phật bảo thiện hiện, ví như người nam có thân hình cao lớn. Cụ thọ thiện hiện liền thưa Phật, bạch thế tôn, như lai nói người nam có thân hình to lớn, tức là chẳng phải thân, cho nên gọi là thân hình to lớn. Phật bảo thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, nếu các Bồ Tát nói lời như vậy, ta phải diệt độ cho vô lượng hữu tình, thì không gọi là Bồ Tát. Vì sao thiện hiện, vì có chút pháp nào gọi là Bồ Tát không? thiện hiện thưa bạch thế tôn không có